bắt đầu bài học hôm nay bằng một hoạt động thường ngày của các anh chị. Các anh chị là một người năng động, thường xuyên tập thể dục để duy trì và cân bằng sức khỏe. Tuy nhiên, không phải chỉ luyện tập thể dục thể thao là các anh chị có thể khỏe mạnh hoàn toàn. Hãy xem triệu chứng thường gặp là gì. Tại sao chúng ta lại tập thể dục hàng ngày nhưng mà vẫn bị đau lưng? Một trong những nguyên nhân quan trọng cần xem xét đó chính là bữa ăn hàng ngày của các anh chị chưa đáp ứng đủ nhu cầu canxi và magie cho cơ thể. Dưới đây là danh sách một số loại thực phẩm cung cấp canxi và để biết được anh chị có cung cấp đủ canxi cho cơ thể ngày hôm nay hay chưa. Anh chị vui lòng nhập khối lượng, tính bằng gram vào các loại thực phẩm mà các anh chị ăn hàng ngày. Bữa ăn hàng ngày của các anh chị chưa cung cấp đủ hàm lượng canxi cho cơ thể. Anh chị có nguy cơ thiếu canxi so với nhu cầu hàng ngày. Vậy, trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về canxi là gì. Canxi, thành phần cấu tạo nên xương, răng, tóc, yếu tố quan trọng trong quá trình đông máu, vai trò quan trọng trong dẫn truyền thần kinh. Canxi tham gia các hoạt động co giãn cơ. Trung bình thì hàm lượng cần thiết mỗi ngày là 1.000mg trên một ngày. Vậy thì magie có vai trò như thế nào? Magie giữ vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Magie luôn được duy trì ở mức cố định. Hàm lượng cần thiết là 245mg trên một ngày. Hàm lượng canxi, magie được phân bố trong nhiều loại thực phẩm như bắp cải xanh, sữa chua, sữa không béo, cá thu, rau bina. Tuy nhiên, hàm lượng canxi trong thực phẩm thường không được hấp thu hết vào cơ thể do các tác nhân như độ tuổi, các loại thức uống kích thích như rượu bia, cà phê, trà, các loại thực phẩm giàu axit oxalic. Do đó, việc hấp thu canxi vào cơ thể không hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt canxi và nếu kéo dài sẽ dẫn đến một số hệ quả như sau. Loãng xương, suy nhược thần kinh, cao huyết áp, co rút cơ, run chân tay. Theo thống kê của Hiệp hội Loãng xương Quốc tế, thì trên thế giới sự thiếu hụt canxi trong bữa ăn gây tình trạng loãng xương dẫn đến. Loãng xương gây ra hơn 8,9 triệu ca gãy xương hàng năm. Ước tính cứ mỗi 3 giây có một ca gãy xương do loãng xương. Loãng xương ảnh hưởng đến 200 triệu phụ nữ trên toàn thế giới, như trung bình ở độ tuổi 60 có 10% người bị loãng xương, ở độ tuổi 70 có 20% người bị loãng xương, ở độ tuổi 80 có 40% người bị loãng xương, ở độ tuổi 90 có 67% người bị loãng xương. Riêng ở châu Á, theo thống kê của Hiệp hội Loãng xương Quốc tế thì tất cả các nước châu Á đều tiêu thụ thấp hơn lượng canxi mà Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp FAO và Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị là 1.000 đến 1.300mg trên một ngày. Trung bình chế độ ăn uống cung cấp canxi của người lớn châu Á chỉ khoảng 450mg trên một ngày. Đây là một tác động bất lợi đối với sức khỏe xương trong khu vực. Thực tế cho thấy, ở mỗi độ tuổi đều có khả năng thiếu hụt canxi. Sự thiếu hụt canxi này có thể xảy ra ở trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành, người cao tuổi. Do đó, việc bổ sung và duy trì hàm lượng canxi cần thiết là điều rất quan trọng ở tất cả độ tuổi. Xin giới thiệu với các anh chị một giải pháp giúp bạn khỏe mạnh, năng động với một cơ thể vững chắc, đó là thực phẩm bổ sung Nutrilite canxi và magie. Với thành phần từ bột linh lăng cô đặc, bột cây keo, bột mầm lúa mạch cung cấp phytonutrient, khoáng chất canxi dạng canxi carbonate, khoáng chất magie dạng oxit magie.
thực phẩm bổ sung Nutrilite, canxi và magie có công dụng giúp hình thành và duy trì hệ xương răng chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương, hỗ trợ trong việc dẫn truyền thần kinh và bình ổn tinh thần, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa tình trạng chuột rút, co rút cơ, tê bì ở các đầu ngón tay, chân, cung cấp thêm một số khoáng chất thiết yếu như là đồng, kẽm, mangan. Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai hoặc cho con bú, người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm. Từ 18 đến 50 tuổi, uống 1 đến 2 viên mỗi ngày. Tuổi dậy thì, phụ nữ mãn kinh và người cao tuổi uống 2 đến 3 viên mỗi ngày. Uống nhiều nước mỗi ngày, 2 lít. Trong mỗi viên Nutrilite, canxi và magie chứa 216,7mg canxi, 108,3mg magie. Với tỷ lệ canxi và magie là 2:1, giúp hấp thu tối đa hàm lượng canxi cho cơ thể. Anh chị có biết hai viên Nutrilite, canxi và magie sẽ có hàm lượng 433,4mg canxi, tương ứng với 383g sữa chua hay 313g rau ngò tây, hay 346g sữa không béo, hay 412,7g bắp cải xanh, hay 562,7g đậu bắp, và 216,6mg magie, tương ứng với 274g rau bina, hay 223g cá thu, hay 746,7g bơ xanh. Nếu anh chị dùng 3 viên Nutrilite, canxi và magie thì hàm lượng là 649,8mg canxi, tương ứng với 575g sữa chua, hay 469,5g ngò tây, hay 519g sữa không béo, hay 619g bắp cải xanh, hay 844g đậu bắp, và 324,9mg magie, tương ứng với 411g rau bina, hay 335g cá thu, hay 1.120g bơ xanh. Các anh chị vừa được tìm hiểu về hàm lượng của canxi và magie, và tiếp theo, anh chị sẽ cùng tìm hiểu về sự hấp thu của viên Nutrilite, canxi và magie trong cơ thể của chúng ta như thế nào. Hãy xem đoạn video ngắn sau đây. Cơ thể con người được cấu trúc bởi một bộ xương rắn chắc và có tác dụng nâng đỡ cơ thể và chức năng di chuyển. Theo thời gian, sự hấp thu canxi của cơ thể giảm dần, dẫn đến tình trạng loãng xương. Việc bổ sung canxi mỗi ngày sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa tình trạng này. Thực phẩm bổ sung canxi và magie được đưa vào cơ thể bằng đường uống, qua thực quản, đi vào dạ dày. Tại đây, viên thực phẩm bổ sung canxi và magie được hòa tan và phân giải các khoáng chất canxi. Các khoáng chất này được hấp thu vào cơ thể qua thành dạ dày và niêm mạc ruột. Sau đó, các khoáng chất này sẽ đi vào xương và phát huy vai trò trong việc xây dựng và củng cố lại một hệ xương vững chắc. Ngăn ngừa quá trình thoái hóa, chẳng hạn như xương cột sống. Từ đó, giúp cơ thể chắc khỏe, thách thức thời gian. Thực phẩm bổ sung Nutrilite, canxi, magie đặc biệt cần thiết cho những đối tượng có nguy cơ thiếu canxi cao như ở độ tuổi dậy thì, phụ nữ mãn kinh và người cao tuổi, người hay bị căng cứng cơ, đau nhức cơ bắp khi ngủ dậy, người loãng xương, người hay đổ mồ hôi trộm. Để tăng khả năng hấp thu canxi trong cơ thể và đảm bảo một khung xương chắc khỏe, anh chị nên sử dụng thêm một số sản phẩm như thực phẩm bổ sung hàng ngày Nutrilite Daily với đa vitamin và khoáng chất, thực phẩm bổ sung Nutrilite Bio-C Plus chứa 250mg vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hấp thu canxi cho cơ thể, thực phẩm Nutrilite All Plant Protein cung cấp các axit amin cần thiết xây dựng cấu trúc xương chắc khỏe,